Kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với kênh Tin Mới. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem với chúng tôi ngay sau đây. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 14 tháng 7 năm 2023. Thưa quý vị, Trung Quốc hứng chịu lũ lụt tồi tệ, vỡ đê nghiêm trọng, bão số 6 đổ bộ, gió giật cấp 17. Kính thưa quý vị khán giả, theo tờ báo Lao động sáng nay đưa tin, lũ lụt tồi tệ ở miền Trung, miền Bắc và miền Đông Trung Quốc gây vỡ đê nghiêm trọng, ảnh hưởng hàng chục nghìn người. Chính quyền các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở miền Trung, miền Bắc và miền Đông Trung Quốc đang kêu gọi tăng cường các biện pháp ứng phó như gia cố đê bao và tuần tra 24/24 giờ để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân trong những ngày mưa lớn. Hoàn Cầu Thời báo đưa tin, tại tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc, có đoạn hạ lưu của sông Phần đã trải qua đỉnh lũ, lớn nhất trong gần 40 năm do mưa lớn liên tục, vỡ đê sông Phần, đoạn gần làng Kiều Đông, huyện Tân Cương, xảy ra vào khoảng 5 giờ chiều ngày 13 tháng 7. Chiều dài đoạn đê vỡ lên đến 20 mét, hơn 10 máy móc quy mô lớn và hơn 300 người nỗ lực phá đê bằng đá và gạch. Tuy nhiên, đến 9 giờ sáng ngày 14 tháng 7, lỗ thủng vẫn chưa được vá và hơn 1.800 cư dân gần đó đã được sơ tán an toàn. Cũng trong ngày hôm nay, tỉnh Sơn Tây đã ban hành biện pháp ứng phó khẩn cấp cấp độ 3 để kiểm soát nỗ lực sau khi có thương vong cho các vụ sập nhà và lở đất do mưa lớn gây ra. Hơn 20.000 người dân ở Sơn Tây đã được di rời sau khi mưa lớn đổ bộ vào tỉnh trong những ngày này. Mưa lớn ở Sơn Tây kéo dài 10 ngày và dự báo còn tiếp tục trong ngày hôm nay với lượng mưa ở nhiều nơi trong tỉnh vượt trên 100mm, thậm chí 200mm, mức cao lịch sử. Mưa làm ngập lụt nhà cửa, phá hủy các trụ đỡ bên dưới một tuyến đường sắt băng qua con sông Trường Viên. Một video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy đường sắt treo lơ lửng trên không mà không có trụ cầu. Cục khí tượng Sơn Đông cho biết, tại các khu vực thuộc tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc dự báo sẽ có những trận mưa như chút vào ngày mai. Chính quyền tỉnh Sơn Đông đã ban hành hướng dẫn kiểm soát lũ lụt và kêu gọi nâng cấp toàn bộ các dự án thủy lợi để tăng cường khả năng kiểm soát lũ lụt. Đặc biệt, tỉnh sẽ tăng cường công tác kiểm tra phòng thủ các bộ phận trọng yếu để đảm bảo an toàn vận hành trong trường hợp khẩn cấp, bao gồm cả giám sát 24/24 giờ. Các khu vực khác cũng phải đối mặt với áp lực lớn do lũ lụt gây ra. Tại tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc vào 11 giờ sáng ngày hôm nay, đập Tam Môn Hiệp trên sông Hoàng Hà đã trải qua trận lụt lớn nhất kể từ năm 1979, với lưu lượng nước chảy vào lên đến 18.360 m³/giây và lượng nước chảy ra lên đến 17.990 m³/giây, theo tờ Hà Nam dự báo. Từ ngày hôm qua, hồ chứa đập thủy điện Tiểu Lãng Để trên sông Hoàng Hà giảm mức cao lịch sử 271,18 m và bắt đầu xả lũ với tốc độ 14.100 m³/giây để đảm bảo kiểm soát lũ lụt. Vào ngày mai, vòng giữa của sông Hoàng Hà đã trải qua đỉnh lũ số 3 trong năm nay với lưu lượng nước tối đa đạt 18.000 m³/giây, theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc. Bộ Thủy lợi nước đã cử 7 đội công tác đến tuyến đầu và các khu vực bị ảnh hưởng ở các tỉnh Thiểm Tây, Tây Bắc Trung Quốc, Sơn Tây, Bắc Trung Quốc, Hà Nam, Trung Trung Quốc và Sơn Đông, Đông Trung Quốc để giám sát các hoạt động kiểm soát lũ lụt. Kính thưa quý vị, thiên tai và đại hồng thủy đang càn quét dữ dội tại Trung Quốc khiến cho ông Tập Cận Bình vô cùng hoảng sợ. Còn người dân của Trung Quốc thì chạy tán loạn đi trú ẩn khắp mọi nơi. Một số thì chạy lên miền Tây Tạng, Sa Tít mù khơi để trú ẩn, vì nơi này được cho là có độ cao 3.000 mét so với mực nước biển. Số khác thì chạy lên những đỉnh núi cao để tránh trú. Số còn lại khoảng vài nghìn người đang có ý định vượt biên trái phép sang các nước láng giềng. Không biết vì vô tình hay cố ý mà chính người Trung Quốc đã làm lây lan cho toàn thế giới, làm điêu đứng và tan hoang khắp 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Kính thưa quý vị, theo tờ báo địa phương của Trung Quốc cho biết, vào rạng sáng ngày 14 tháng 7, mưa to đến rất to cùng với lũ quét vòi rồng, mưa đá liên tục ầm ầm ảo ạt trút xuống Trung Quốc trong vòng 9 tiếng đồng hồ vừa qua, đã nhấn chìm một sân bay, một bến cảng, một căn cứ quân sự và phá vỡ một con đập thủy điện cỡ nhỏ thuộc nhánh sông Dương Tử, khiến cho thành phố như Thượng Hải, Vũ Hán, An Huy, Hồ Nam, Chiết Giang, Trịnh Châu ngập chìm trong dòng nước lũ. Điều này đã làm cho người đứng đầu Trung Quốc Tập Cận Bình phải thốt lên rằng trời đã diệt Trung Quốc thật rồi, Bắc Kinh tan nát hết rồi, trời ơi là trời, đất ơi là đất, mưa ơi là mưa, xin đừng trút xuống Trung Quốc nữa. Và đứng trước bối cảnh tình hình không thể cưỡng cầu được với cả mẹ thiên nhiên, người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc được cho là đang sám hối và đang lập đàn cầu khấn xin trời đất ngừng mưa.
Tuy nhiên, theo Trung tâm Cảnh báo Động đất và Lũ lụt của Trung Quốc cho biết, những trận mưa to đến rất to cùng với đại hồng thủy ở Trung Quốc vẫn tiếp tục dâng cao. Trong đó, gần 800 con sông và đập chứa đập thủy điện đang vượt mức báo động đỏ. Trong khi đó, một tin được cho là đen tối đối với cả Trung Quốc khi Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương của nước này đã đưa ra một cảnh báo. Và một bản tin dự báo vào lúc 5 giờ sáng ngày 14 tháng 7 cho biết Trung Quốc sắp đón nhận thêm một trận mưa lớn vào ngày hôm nay và trận mưa này dự báo sẽ kéo dài khoảng 6 tiếng đồng hồ. Nhiều khả năng trận mưa to này sẽ tiếp tục làm ngập nhiều nơi ở khu vực phía nam của Trung Quốc. Qua đó, thì Trung tâm Dự báo Động đất và Sóng thần Trung Quốc cho biết thêm rằng trận mưa to vào đêm nay sẽ khiến cho nước sông Dương Tử dâng cao thêm 3 mét và đe dọa trực tiếp đến con đập Tam Hiệp. Hiện các cơ quan chức năng của Trung Quốc đã ra thông báo khẩn, đồng thời yêu cầu toàn bộ người dân tiếp tục di chuyển đến những nơi an toàn để trú ẩn. Vì đợt mưa lũ này có khả năng dự kiến sẽ kéo dài tới cuối tháng 9, tháng 10 mới kết thúc. Như vậy, có thể nói rằng tình hình mưa to, gió lớn, lũ quét, sạt lở ở đây, vỡ đập vẫn chưa chịu buông tha Trung Quốc. Và đây được cho là cái giá mà phía Trung Quốc đang phải trả cho những tội lỗi của mình gây ra cho thế giới trong suốt thời gian vừa qua. Mưa to, gió lớn đã làm cho 26 tỉnh, thành phố của Trung Quốc thiệt hại vô cùng nặng nề, dẫu tình thế đang rất gay go và nguy cấp. Nhưng giới quan sát cho biết, tàu chiến và quân lính hải quân Bắc Kinh vẫn đang cho phóng tên lửa và bắn đạn thật ném bom ở gần quần đảo Phú Lâm sát với quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Đồng thời, phía Bắc Kinh còn cho khai thác dầu khí trái phép và tiếp tục cho xây dựng bồi đắp thêm một phần đảo nhân tạo phi pháp ở ngoài Biển Đông. Hòng thách thức thế giới, đây chính là cái sai của Trung Quốc và tội lỗi của Bắc Kinh không thể dung tha và chấp nhận được. Vì thế, ông trời và mẹ thiên nhiên vẫn phải nổi giận chút những trận mưa to sấm sét đùng đùng giáng xuống Trung Quốc để trừng trị thay cho thế giới. Kính thưa quý vị, có một tin được cho là rất xấu đối với Trung Quốc. Vào ngày 13 tháng 7, Trung tâm Phòng ngừa Thiên tai Dịch bệnh Trung ương Trung Quốc cho biết, mưa trong ngày hôm nay 14 tháng 7 và ngày mai 15 tháng 7 vẫn tiếp tục trút hàng tỷ mét khối nước xuống những con sông, con đập, xuống những thành phố phía nam của Trung Quốc và dự báo rằng ngày kia sẽ còn lây lan sang một số thành phố khác phía bắc của nước này, gây ra ngập lụt nghiêm trọng trên diện rộng. Ngoài ra, một số khu vực mà vòi rồng, lũ quét, lũ ống đi qua bây giờ còn phát sinh ra một loại dịch bệnh nguy hiểm đến tính mạng của con người. Dịch bệnh này được cho là còn nguy hiểm hơn cả dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, phía Trung Quốc hiện vẫn chưa công bố chính thức cho thế giới biết được, và nếu như điều này trở thành hiện thực thì Trung Quốc chính thức bị toang. Đảng Cộng sản Trung Quốc chính thức sẽ bị xóa sổ vào cuối năm nay. Năm 2023, ông Tập Cận Bình chắc chắn sẽ bị phế truất. Kính thưa quý vị, theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc trong một bản tin thời sự vào lúc 19 giờ tối ngày 13 tháng 7 đã đưa tin, đứng trước tình thế cấp bách và nguy hiểm của mưa lũ ở thượng nguồn của con sông Dương Tử và con đập Tam Hiệp đang dồn dập đổ về càng lúc càng nhiều, dự báo sẽ nhấn chìm về khu vực vùng trũng của Trung Quốc. Do vậy mà chính quyền Bắc Kinh đã cho trực thăng, máy bay quân sự và quân đội di tản gấp người dân thoát khỏi nguy hiểm. Nằm dưới hạ nguồn con sông Dương Tử, nhưng số lượng người sống ở vùng hạ nguồn được cho là rất đông, lên tới 400 triệu người dân, nên Trung Quốc không thể di tản cùng một lúc hết được. Hơn thế nữa, mưa lớn kéo dài kèm theo dông lốc làm cho nước của đập Tam Hiệp xả liên tục, biến thành những cơn sóng thần cuốn trôi hết nhà cửa ra ngoài Biển Đông, làm cho dân chúng của Trung Quốc sống trong cảnh lầm than và màn trời chiếu đất. Được biết, hiện tại Trung Quốc đang còn hơn 170 triệu người dân bị mắc kẹt tại những vùng lũ và vùng trũng đang tìm cách thoát thân. Ông Tập Cận Bình đã ra lệnh cho giới chức của nước này phải đưa cho bằng được những người dân ra khỏi vùng ngập lụt kể trên. Trước bối cảnh mà dịch bệnh đang có dấu hiệu xấu và có những diễn biến phức tạp, tờ báo địa phương của Trung Quốc còn trích dẫn một người dân ở thành phố Vũ Hán, 63 tuổi cho biết, tôi sống ở thành phố này 3/4 cuộc đời rồi. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy thiên tai dịch bệnh tàn phá Trung Quốc như năm nay. Đầu năm chúng tôi đã bị phong tỏa và không được đi đâu bởi dịch bệnh COVID-19 hoành hành, lây lan mạnh sang thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, sau đó lây lan ra 31 tỉnh thành của Trung Quốc, khiến cho người dân vô cùng khốn cùng. Các con của chúng tôi công tác ở nước ngoài và thủ đô Bắc Kinh cũng mấy tháng nay không được về nhà đoàn tụ với gia đình. Tưởng chừng vào đầu tháng 6 vừa qua dịch bệnh tạm thời được khống chế, chúng tôi chưa kịp ăn mừng thì đột nhiên bão lũ, mưa gió lại tiếp tục xuất hiện, kèm theo đó là những trận động đất, lũ quét, sạt lở, bão tố liên tục xảy ra, khiến toàn bộ những tỉnh phía Nam, phía Tây của Trung Quốc bị ngập nước, cuộc sống của chúng tôi bị cô lập hoàn toàn. Sau hơn 2 tháng, tưởng trận mưa bão đã chấm dứt, nhưng đến nay nó vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Người dân thành phố Vũ Hán còn nói tiếp,
Hôm 13 tháng 7, tôi nghe chương trình dự báo thời tiết thì Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương của nước tôi cho biết hiện mưa to vẫn còn xuất hiện từ chiều nay ngày 14 tháng 7 cho đến hết tháng 8, thậm chí còn kéo sang cả tháng 9 vì đây mới là đỉnh điểm của mưa lũ. Ngoài ra, chúng tôi còn phải đối phó với 3 cơn bão mạnh cùng 5 trận sạt lở lũ quét và động đất nữa. Người dân còn nhấn mạnh rằng đáng nguy hiểm hơn là nhiều khả năng con đập Tam Hiệp lớn nhất của chúng tôi sẽ bị vỡ. Vì hiện tại nó không chịu đựng được mực nước ở sông Dương Tử đang dâng cao vượt mức báo động đỏ theo từng ngày. Hiện tại nó đã vượt mức báo động cảnh báo đỏ lên tới 4 mét. Nhiều khả năng nó sẽ bị vỡ và khi nó vỡ tất cả bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông, tất cả chúng tôi sẽ bị chết. Ông còn nói rõ rằng, tất cả những điều trên đang làm cho cuộc sống của người dân Trung Quốc ngày càng khó khăn. Ông ta còn nói, hiện người đứng đầu chính phủ Trung Quốc Tập Cận Bình đang lực bất tòng tâm. Ông ấy cũng kêu gọi nhiều nước trên thế giới tài trợ ủng hộ lương thực, vật chất cho người dân của chúng tôi bị lũ lụt. Nhưng hiện tại chưa có một nước nào trên thế giới ra tay ủng hộ giúp đỡ chúng tôi. Không phải vì không thương chúng tôi, mà bởi vì họ đã mất lòng tin với cả chính quyền của ông Tập Cận Bình. Người dân chúng tôi không được theo dõi trên Facebook, nhưng chúng tôi có thể cập nhật được một số tờ báo của quốc tế nói rằng Trung Quốc gieo gió ắt sẽ gặp bão. Chính phủ của ông Tập Cận Bình chuyên đi xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải ở ngoài Biển Đông, ở vùng biển biên giới với các nước trong khu vực, nên bây giờ mẹ thiên nhiên cùng đấng tối cao được cho là vẫn ra tay trừng trị Trung Quốc thay cho các nước trên thế giới. Hôm qua, hãng tin CNN, một trong những hãng tin nổi tiếng của Mỹ cho biết hiện Trung Quốc đang hết sức rối ren về tình hình mưa bão, lũ lụt vẫn đang hoành hành. Tuy nhiên, chính quyền của ông Tập Cận Bình được cho là vẫn đem quân đội của Bắc Kinh đi gây chiến với các nước ở Biển Đông và những vùng biển xung quanh lãnh thổ của Trung Quốc. Ngày 13 tháng 7, vào lúc 16 giờ, quân đội của Ấn Độ đã lên tiếng nói rằng binh lính của ông Tập Cận Bình đã cho nã 6 quả tên lửa đạn đạo xung quanh vùng biên giới giữa hai nước trên, mục đích là để gây gổ bắt nạt. Hiện thông tin đó đang được phía Ấn Độ cung cấp, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị vào bản tin ngày mai. Quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.